Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin scandal tiền làm từ thiện. Anh vẫn là Trấn Thành hay sẽ là Trấn Bại? Có thể nói mấy ngày qua, báo chí và cả mạng xã hội đang sôi nổi hẳn lên về chuyện các ca sĩ nói riêng và các nghệ sĩ nói chung đã dính vào lùm xùm tiền làm từ thiện. Trấn Thành, một MC nổi tiếng và là một diễn viên hài nổi tiếng với tài khoản Facebook có đến 18 triệu follow là người theo dõi, đang dính vào số tiền từ thiện. Tiền từ thiện là vấn đề nhạy cảm. Nếu những doanh nghiệp tự bỏ tiền túi ra thì đó là những tấm lòng đáng trân trọng. Tuy nhiên, những người quyên góp tiền của bất cả mọi người để làm từ thiện là một vấn đề hết sức phức tạp. Thực tế, tiền đó không phải là tiền của nghệ sĩ nên cần phải minh bạch con số thu chi. Số tiền mà các mạnh thường quân đóng vào cần phải được đưa đến tận tay người được giúp đỡ. Đó là trách nhiệm của người làm từ thiện. Nếu có tâm thì không ai mập mờ chuyện thu chi, vậy nên rất cần những bản sao kê. Ai mập mờ chuyện sao kê là không lý giải được những khoản chi mờ ám, thì các mạnh thường quân có quyền nghi ngờ đối tượng gom tiền làm từ thiện ấy vào mục đích riêng. Trước đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã cho khán giả thấy việc làm từ thiện của anh đã không đúng như thế nào. Và giờ đây, tên tuổi Hoài Linh đã bị mờ đi như thế nào, chắc không cần phải bàn cãi. Đây là hình ảnh MC Trấn Thành. Lúc thiên tai lũ lụt, người dân cần đồng tiền lúc ngặt mà không chịu giúp họ thì chẳng khác nào tội ác. Đối với nghệ sĩ, tiền không thiếu, thậm chí đối với họ, vài chục tỷ đồng cũng không phải là số tiền lớn. Tuy nhiên, để chế ngự được lòng tham thì không phải ai cũng chế ngự được, nên họ đã phạm rất nhiều sai lầm. Đó là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng trong nháy mắt. Không phải nghệ sĩ nào cũng giàu, tuy nhiên hầu hết các nghệ sĩ nghèo đều không dính tới bê bối tiền từ thiện. Chỉ những nghệ sĩ giàu mới vướng vào việc này. Và người ta đặt câu hỏi không hiểu sao lại như vậy, hay là những người không tham thường không giàu, không thể lý giải nổi. Hốt tiền từ thiện, giao bên thứ ba làm từ thiện và độ tin cậy như thế nào là câu hỏi mà mạng xã hội và dư luận đặt ra. Trước dư luận tới tấp đòi hỏi số tiền quyên góp của Trấn Thành đã quyên góp được, thì anh đã làm từ thiện những nơi đâu? Thì anh đã nói là giao cho bên thứ ba làm từ thiện. Đã làm từ thiện mà chính mình không đến tận nơi thì về tính thiện chí của Trấn Thành như thế là chắc có lẽ khán giả tự đánh giá. Về tình thì có thể thông cảm, nhưng về lý thì khó mà chấp nhận được, vì chẳng ai biết bên thứ ba đã làm gì. Người vô danh có đi làm từ thiện thì cũng chẳng ai biết, mà không làm thì cũng chẳng ai biết. Mạnh Thường Quân đã ủy thác cho Trấn Thành thì Trấn Thành đem tiền ủy thác cho người khác, thì liệu rằng Trấn Thành đã hỏi ý kiến các Mạnh Thường Quân chưa? Về lý thì hành động đó là không đúng. Trấn Thành là một trong các nghệ sĩ có mặt trong danh sách bị ai đó yêu cầu sao kê các khoản tiền quyên góp cứu trợ miền Trung vào hồi tháng 10 năm 2020. Nhiều người đặt câu hỏi, MC Trấn Thành, một nghệ sĩ rất nổi tiếng, anh đã dùng tên tuổi của anh để quyên góp và đã nhận tiền từ khán giả, nhưng quyết định gửi cho một người khác làm từ thiện hộ. Câu hỏi là có nên nhận tiền từ cộng đồng rồi chuyển cho người khác làm như vậy hay không? Đây là một status của Trấn Thành trong lúc quyên góp từ thiện. Và thử xem xét trường hợp người này nhận tiền từ fan, sau đó trực tiếp đi cứu trợ thì quá tốt. Người này đi từ thiện ngay, đi đúng thời điểm, địa điểm cần từ thiện và công khai minh bạch thì mọi chuyện đúng, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên, trường hợp đó đã không xảy ra. Có người đặt câu hỏi, giả sử người được nghệ sĩ này nhờ vả lại đưa tiền cho bên thứ ba nữa, rồi bên thứ ba này lại thiếu minh bạch thì sao đây? Lúc này, người nghệ sĩ ấy có trách nhiệm hay không? Có lẽ trong trường hợp này, dù fan có hâm mộ thế nào, thì niềm tin của họ đặt vào Trấn Thành cũng sẽ bị lung lay và đặt rất nhiều câu hỏi. Không fan nào muốn tiền của mình rơi vào tay người mà họ không tin tưởng. Trấn Thành đã phụ lòng tin của các fan của anh ta như thế. Và những câu hỏi khó trả lời. Việc nghệ sĩ làm từ thiện với một cái tâm tốt, xã hội rất ủng hộ. Và với cái tâm ấy thì cũng cần tuân thủ nguyên tắc minh bạch rõ ràng để bảo vệ danh dự cho bản thân. Tiền của thiên hạ ủy thác, người trung gian không có quyền tùy tiện, muốn dùng gì thì dùng. Cách làm như vậy buộc người ta phải nghi ngờ, chứ không thể trách ai được. Trong công tác quyên góp tiền từ thiện, dù không nói ra nhưng vẫn tồn tại cam kết bí ẩn giữa công chúng và nghệ sĩ. Trong cam kết đó gồm có rất nhiều thứ, gồm số tiền ủy thác,
tôi đưa cho anh 1 triệu, phải từ thiện đúng 1 triệu, không được thực hiện 800 ngàn. Nếu anh không làm tròn trách nhiệm thì anh đừng có đứng ra kêu gọi. Là nạn nhân cần tiền và Mạnh Thường Quân cũng chỉ muốn giao tiền cho nạn nhân, chứ không ai muốn góp tiền để nuôi Trấn Thành cả. Muốn ủng hộ Trấn Thành thì hãy mua vé các show diễn của anh ấy. Khi Trấn Thành nói là đến miền Trung là phải đến miền Trung, mục tiêu đưa tiền mặt hay gửi gạo thì phải đúng mục tiêu. Anh thực hiện hay người khác thực hiện thì phải làm đúng như cam kết, trong thời gian nào, phương pháp nào và kết quả dự kiến là gì. Việc làm của Trấn Thành đã để lại những câu hỏi to tướng trong lòng khán giả và các nhà hảo tâm. Khi đã sai thì giải thích thế nào cũng không thông. Chính vì thế, Trấn Thành cũng bị réo tên vào chuyện sao kê toàn bộ số tiền nhận được để làm từ thiện. Đây là áp lực với Trấn Thành, mà cũng bởi Mạnh Thường Quân không còn tin tưởng vào những gì Trấn Thành làm. Sự việc mỗi lúc trở nên rắm rối, khó gỡ. Không biết kết quả sẽ ra sao trong những ngày sắp tới, và chắc chắn Trấn Thành sẽ gặp dòng bão của các mạng xã hội khác nhau, cũng như những câu hỏi của người dân đặt tới tấp. Liên tục bị réo tên và ồn ào từ thiện, MC Trấn Thành cũng công khai toàn bộ số tiền sao kê chuyển từ từ thiện miền Trung vào năm 2020. Sao kê chính là từ khóa hốt trong showbiz Việt Nam trong những ngày qua, khởi nguồn từ câu chuyện chậm giải ngân của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, rồi dần ra đến Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, vân vân, cũng bị dân mạng soi xét chuyện tiền bạc trong các công cuộc kêu gọi từ thiện trước đây. Đây là hình ảnh Trấn Thành tung sao kê. Trước áp lực của dư luận, mới đây trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã tung bản sao kê dài 1.000 trang. Động thái rõ ràng của nghệ sĩ hài như ngầm áp đặt lại các luật tin đồn thất thiệt, tố anh ăn chặn tiền từ thiện gây xôn xao suốt những ngày qua. Bảng sao kê này dài hơn 1.000 trang, Trấn Thành xin chia thành 10 post để đăng. Đây là trang từ 1 đến 100, Trấn Thành đã thông báo như thế. Sau sao kê rồi, những gì nữa sẽ diễn ra? Hồi tháng 5 năm 2021, nhiều người đặt nghi vấn về tiền từ thiện mà Trấn Thành đứng ra nhận quyên góp để gửi cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt bão miền Trung vào năm 2020. Sự việc khiến nam diễn viên phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Anh cho biết đã chuyển 3 tỷ cho Đại Nghĩa và hơn 6,4 tỷ đồng cho bà Ngọc Hương, mẹ của Hồ Ngọc Hà, thay vì chuyển cho Thủy Tiên như chia sẻ trước đó. Đây là hình ảnh để giữ nguyên danh tiếng, Trấn Thành sẽ phải làm gì? Thời gian qua, Trấn Thành vẫn liên tục cập nhật những khoảnh khắc thường ngày trên trang fanpage của mình. Gần đây nhất, Trấn Thành đăng tải clip tắm cho chú mèo cưng. Trong giai đoạn giãn cách, ngoại hình của nam diễn viên cũng có nhiều thay đổi. Anh để tóc dài và để râu khiến nhiều khán giả bất ngờ vì khác với hình ảnh trước đây của anh. Dưới phần bình luận, bên cạnh ý kiến bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đời thường của Trấn Thành, cũng có nhiều cư dân mạng yêu cầu nam diễn viên sao kê số tiền trước đây từng kêu gọi làm từ thiện. Sao kê chỉ là biên bản xác nhận tiền ra và tiền vào, chứ nó không hề đề cập đến khoản tiền đã được giao cho bên thứ ba làm từ thiện thực sự đã đi về đâu. Đây là mấu chốt của vấn đề. Rất nhiều Mạnh Thường Quân không thể chấp nhận làm từ thiện trao tay kiểu này. Trấn Thành đã xây dựng tên tuổi thành người của công chúng có sức hút rất mạnh. Tuy nhiên, với việc làm từ thiện không minh bạch thì rất có thể chữ Thành bao lâu nay mà anh sở hữu sẽ chuyển thành từ bại mất. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng, đã có nghệ sĩ bán rẻ danh dự rồi. Còn Trấn Thành thì sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 với bản tin Scandal tiền từ thiện, anh vẫn là Trấn Thành hay sẽ là Trấn Bại? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.